Dạ con chào hai bác. Hai bác có phải là ông bà ngoại của bé Ben không ạ? Đúng rồi. Còn cô là... Dạ chắc là hai bác đi đường xa mệt rồi. Con mời hai bác vào nhà uống nước. Rồi chút xíu nữa mình sẽ nói chuyện tiếp. Sẵn đợi bé Ben về luôn ạ. Dạ con chào hai bác. Con mời hai bác qua ngồi ăn trái cây luôn ạ. Cô là... Dạ con là Ngọc. Bé Ben hay gọi con là mẹ Ngọc. Con là chuyên phụ trách về phần ăn uống cho bé Ben. Tụi con nghe bé Ben nói là có mẹ Ngọc nấu ăn ngon lắm. Dạ con cảm ơn bác. Vậy hai bác qua đây ngồi ăn miếng trái cây cho nó mát nha. Dạ con chào hai bác. Dạ con là Nhi. Con phụ trách về học tập cho bé Ben ạ. Đây là cô Ngọc. Dạ. Còn đây là cô Nhi. Dạ. Vậy chắc đây là cô Kim không ạ? Dạ con là cô Kim. Con là bạn gái và cũng là vợ sắp cưới của Tân. Mẹ Ngọc á thì nấu ăn, còn mẹ Nhi thì dạy học. Dạ. Vậy còn mẹ Kim làm gì cho bé Ben? Dạ mẹ Kim thì con thì phụ trách về mặt tinh thần cho bé Ben. Nói nôm na là những cái thuộc về phạm trù văn thể mỹ ạ. Dạ đúng rồi, sách vở với lại trường học á, thì cũng chỉ là lý thuyết thôi. Còn về tinh thần cũng như là những cái kỹ năng mềm á, cũng rất là quan trọng đó hai bác. Dạ dạ, dạ thôi hay là con mời hai bác qua ăn ạ? Dạ con mời hai bác. Thấy bé Ben được ba người mẹ quan tâm như vậy, vợ chồng tôi biết ơn lắm. Thấy cậu Tân có một mình bận biểu, rồi cảnh già trống nuôi con nữa, tôi thấy xót xa. Dạ hai bác đừng có chê cười là tụi con nhiều chuyện. Thật ra là ba tụi con là bạn rất là thân với lại Tân. Tụi con hiểu rất là rõ những khó khăn vất vả mà Tân phải nuôi bé Ben như thế nào. Tân coi bé Ben như là con ruột vậy đó. Tuy là Tân có một mình nuôi con mà Tân chưa bao giờ để cho bé Ben thiệt thòi bất cứ một thứ gì hết. Còn cái chuyện mà hai bác lo lắng là tại sao Tân chưa có lấy vợ, là do Tân với lại Kim á, tuy là chưa cưới nhau nhưng mà hai người sống chung với nhau giống như là vợ chồng vậy đó. Hai người cùng chung tay lo lắng cho bé Ben giống như là con ruột của mình, nên hai bác cứ yên tâm ạ. Dạ đúng rồi, thì con không có sinh ra bé Ben nhưng mà chưa bao giờ con nghĩ bé Ben là người ngoài. Thật ra tất cả chúng ta đều là một gia đình, đúng không Nhi, đúng không Ngọc? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Hôm nay á cũng may gặp được ông bà ngoại của bé Ben ở đây, thì coi như là giống như có thêm sự tác hợp. Con nghĩ là đám cưới của Tân với Kim á sẽ diễn ra vào một ngày không xa đâu ạ. Dạ thôi con mời hai bác vô ngồi nghỉ chút ạ. Thôi cảm ơn mấy cô, chắc là vợ chồng tôi phải đi rồi. Sao hai bác sẵn tiện ở đây ở lại đi, tụi con nấu cơm cho hai bác ăn. Dạ. Vợ chồng tôi có chút việc cho nên không ở đây lâu được, thôi xin phép chào mấy cô nha. Dạ vậy con chào. Dạ, hai con bác. Chào hai bác. Dạ con chào hai bác. Dạ hai bác về bình an ạ. Ê ê Kim, trời hồi nãy á con Nhi nó nói cái câu gì đó, ngày đám cưới của Tân với mày á không còn xa nữa. Trời, tao nói thiệt với mày nha, nhìn cái mặt mày lúc đó hả, nó đỏ lên vậy nè, giống như là mày mắc cỡ thiệt hay là mày muốn chuyện đó vậy đó. Có đỏ hả?